chào cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì thật sự con rất là vui mừng và hạnh phúc khi được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là anh Alex Trinh Vu, thì anh sẽ thực hiện ước mơ của chị Hai Tấm. Chị có tâm sự trên video là chị có mong ước là sẽ có một vài cái vật dụng cần thiết cho cái gian bếp của chị. Thì hôm nay thì sau khi mà anh xem video thì anh sẽ nhắn nhủ mấy chị em là thực hiện cái mơ ước đó của chị Hai Tấm. Thì bây giờ con mời cô chú, anh chị và các bạn cùng con vào cửa hàng Ninh để mà xem những cái vật dụng cần thiết để mà mua cho gia đình của chị Hai Tấm. Mời cô chú, anh chị và các bạn mời anh Alex Trinh Vu cùng vào cửa hàng cùng với con ạ. Ở đây thì chú Ninh chủ yếu là sẽ bán bếp ga, những cái đồ điện cũng như là liên quan tới nấu nướng đó cô chú. Dạ chú ơi, con muốn mua nồi cơm điện. Bình thường mấy chị em ghé là đã chưng trên đây hết rồi hả chú? Dạ, con xem một chút nha. Ở đây thì có rất là nhiều loại luôn, từ hàng Việt Nam cho tới hàng Thái đó cô chú. Mấy chị em thì thường là sẽ mua những cái nồi cơm điện mà của hãng Saab như thế này nè, thì sử dụng nó sẽ rất là lâu luôn, mà cũng hạn chế hao điện nữa. Con mở ra xem một cái nha chú. Ở nhà của anh chị Hai Tấm thì có hai người lớn và ba trẻ em, hai bé thì cũng đang tuổi ăn tuổi lớn nữa. Cái nồi này thì nó hơi nhỏ một chút xíu, còn cái nồi này thì con thấy là nếu mà xài lâu dài thì nó rất là hợp luôn nè. Cái này là 2 lít 2. Lòng trong rất là rộng nè cô chú. Thì anh hai đi làm thì sẽ sức của đàn ông thì ăn cũng rất là nhiều luôn, nên là cái nồi này con nghĩ là vừa với gia đình của anh chị. Để con hỏi giá chú Ninh, hôm nay thì giá nồi cơm điện này giá bao nhiêu? Chú Ninh ơi, giá nồi cơm điện bữa nay bao nhiêu rồi chú? Cái loại 2 lít 2 cái đó là 730 mà bán cho 700 à. Dạ, 730 chú Ninh bớt cho con thì còn 700. Chú Ninh ơi, lấy cho con cái nồi này nha. Rồi. Chú giới thiệu cho con vài cái dòng bếp ga mà xài tốt với lại dễ dùng á chú. Đây có Sakura là mắc tiền. Dạ. Sakura là hoa anh đào á. Thì xài ký nó xài inox. Nhà có con nít nên là con nghĩ là xài inox đi cho nó tiện á chú. Inox thì cũng có mấy dòng. Cái dòng này thì 950, cái dòng này thì 1.3 triệu. Cái dòng dưới này nữa là 1.350 triệu là Sakura á nha. Dạ. Xài có giữ lửa không chú, có bị hao ga không chú? Có hao ga, đó là tiết kiệm ga đó. Dạ. Còn ở trong những cái tủ kiến này thì có gì? Cái này thì nó cũng đủ giá cho nó, dù như cái kiến này thì nó có 4.5 triệu à. Dạ. Nó đó. Còn cái thằng này là hàng cao cấp rồi, này nó tới 30 mấy rồi. Chú nên chân trong kiến nhìn nó sáng nha, dễ nhìn. Con mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem qua một vòng chọn bếp ga cùng với con nha. Cái này là 900 nè. Cái này là 850 nè, cái này là cũng Nhật. Còn hàng Hyundai này thì của hàng Hàn Quốc. Mấy loại này là nhập khẩu hết hay là mình về Việt Nam gia công chú? Dạ. Hàng Nhật mà lắp ráp tại Việt Nam, nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Dạ. Cái Hyundai đó là nhà máy nằm ở Hải Phòng. Vừa xài thì xài cái Sakura này, cái này cũng được nè. Dạ, con thấy gọn. Cái này đẹp. Vừa gia đình nó gọn, hai cái bếp để nó phải cân xứng rồi. Chú lấy cho con gọn. Xem cái này đi ha chú. Con xin nhìn. Cái này là bảo hành 5 năm hả chú? Không, bảo hành 2 năm mà 5 năm là 5 năm cụm đánh lửa. Trong đây có gì rõ nè. Dạ, tại con thấy nè. Cụm đánh lửa, bảo hành 5 năm là cái cục IC trong cái nguyên cái bộ lửa đó. À dạ. Bảo hành 5 năm. Còn mình bảo hành tại cửa hàng là mình sẽ bảo hành những cái gì chú? Nói chung là nó trục trặc vậy đây, chịu hết trong 2 năm đó. Dạ. Thôi sửa miễn phí. Dạ.
Nếu mà mua những cái đồ gia dụng ở chỗ mình đó, thì những cái đồ đó hư thì chú sẽ phụ trách chữa sửa giùm luôn. Còn đến nữa là 5 năm. Dạ. Giá tổng luôn của bếp ga kèm với dây van và bình ga luôn là sẽ là bao nhiêu chú? Cái bếp này nó tính từng món đây, cái bếp này là 950, nhưng mà bán tại thấy bán cũng như hàng này cũng như cho phải không, thì cho bớt cái 50.000 đó là tính 900 cái bếp. Dạ, 900 nha. Ngàn là cái bếp. Rồi còn bộ bình quanh dây nước hết trơn luôn cùm lê đó là 750 nữa. Dạ. À, van là chú lấy van xịn cho con nha chú. Với dây á. Quanh tự động. Dạ. Quanh tự động là ngắt ra. Dạ. Rồi. Là 750. Bộ 750. Dạ. Thì chú nên lấy cái thùng loại này cho con ha. Rồi. Với lại cho con cái hóa đơn tính tiền luôn. À, dạ anh ơi, lấy cho chú vua thì nãy giờ em lựa được một cái nồi cơm điện cho gia đình chị hai tấm thì có giá là 700.000 đồng, do là chú Ninh sẽ bớt cho mấy chị em kèm theo là bếp ga, dây van luôn thì tổng cộng là 2.350.000 đồng. Dạ, con gửi tiền chú luôn nha. Dạ con gửi chú 2.500.000. Này chú nên xíu giao giùm mấy chị em con rồi, nha. Rồi cho địa chỉ đi rồi giao cho. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Rồi giờ cho địa chỉ đi rồi giao cho. Dạ. Sau khi mà đi mua nồi cơm điện và bếp ga thì sau đó thì anh Alex Trinh Vu cũng sẽ có một cái phần quà đặc biệt gửi tặng đến cho gia đình của chị Hai Tắm. Và phần quà đó thì các bà nội trợ ai cũng rất là thích luôn cô chú anh chị và các bạn ơi. Và bây giờ thì con đang có mặt tại điện máy xanh. Con mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bên trong với con để mà biết được món quà mà anh Alex Trinh Vu sẽ tặng đến cho gia đình chị Hai Tắm là gì nha. Dạ, chào anh. Dạ, em muốn chọn một cái dòng máy giặt mà bình dân thôi chị. Dạ, em lên này chị, đi coi. Dạ. Nguyên cái dòng này là máy giặt cửa ngang. Ở dưới là cửa đứng. Bình dân thì dạ. Có mẫu này. Những cái loại mà thông dụng mà người dân hay xài chị, dễ xài. Rồi. Lồng ngang, còn lồng đứng thì ở dưới. Dạ. Thì là lồng ngang. Lồng ngang. Giá dao động là sẽ tầm bao nhiêu đối với cái dòng ngang này chị ha? Dòng ngang thì nó có nhiều giá lắm chị, ví dụ như 6-7 triệu, 8-9 triệu cũng có. Ví dụ như 14, 15 cũng có, tùy mẫu. Dạ. Lại tùy công nghệ. Em nghĩ là nhà của chị đó thì có bé nhỏ đó, nên là xài lồng đứng thì sẽ an toàn hơn chút xíu. Khoảng 8,5 được không chị? Dạ, cũng được. 8,5 thì 9,5 thì cũng có mỗi người. Ở đây người ta nè, của Nhật thì mâm giặt là mâm giặt kháng khuẩn. Này của Aqua. Này của Panasonic. Giá của nó thì 5.990. Dòng này thì nó có sẽ lồng giặt nó rộng. Bộ giặt thì chị để xả thì chị để đây ha. Dạ. Mâm giặt của nó là mâm giặt kháng khuẩn luôn hết chị. Dòng này thì 8,5 kg. Còn kế mình có này thì Toshiba. Toshiba. Dòng này thì 8 kg. 8 kg nên nhìn cái lồng nó nhỏ hơn xíu ha. Nhỏ hơn. Nhìn nó cái mini lại liền luôn á. Dạ. Đó là tự động luôn đó hả chị? Nó hạn chế mình dập tay á chị. Dạ. Còn cái này thì nó có giống gì không chị? Giống luôn. Ồ bây giờ hiện đại quá. Dạ. Ồ. Chứ hồi đó mình để cái là ầm ầm luôn. Rồi, em thấy cái này cũng rất là đẹp luôn nè. Dạ. À, chị giới thiệu giùm em cái dòng của Panasonic đi ha. Dòng này dòng 8,5 kg thôi chị. Nó có nhiều chế độ giặt, nào giặt thường, giặt nhanh, giặt nhẹ ha. Ví dụ như mình muốn chọn chế độ nào thì mình bấm cái chân truyền đó và chị bấm khởi động là xong. Với lại mẫu này nó có hỗ trợ mình sấy gió luôn. Ví dụ như chị giặt xong á, chị muốn đồ mình nó ráo thì mình chọn chế độ sấy gió. Sấy này thì chị nó ráo nước thôi chị, giống như máy sấy ha. Dạ. Rồi, còn có thêm hỗ trợ mình thêm 3 chế độ nè, giặt luôn luôn, bùn đất, nước sốt này chị. Thì mình chọn mình bấm vô thôi, rồi chị bấm khởi động là được. Cũng dễ thao tác lắm. Sấy gió là sau khi mình giặt xong rồi mình mới được chọn chế độ này hay là mình đúng chọn rồi, liền rồi. Giặt xong thì mình chọn
À khi nào mà máy nó tắt rồi hả chị? Tại vì trong quá trình giặt thì nó đã hỗ trợ sấy như là giặt khô cho mình rồi đó. Dạ. Thì chỉ muốn hỗ trợ thêm thì mình chọn thôi. À, nếu mà mình chọn cái mức mà giặt thường thì bao nhiêu độ có định lượng được cái lượng nước không chị? Ví dụ như ít đồ thì cũng ít nước đó chị. Dạ. Tại vì hơi hao nước một tí nhưng mà điện thì không hao. Nước thì hơi nhiều ha. Vậy là mình dồn đồ nhiều nhiều thì 2-3 ngày nếu mà ít người. Nhưng mà dòng này thì 8,5 kg, chị giặt tầm 5,5 kg thôi ha. Dạ. Không có nhiều lắm. Tại nhà thì chủ yếu là bé thôi, còn lớn thì chỉ có 2 người. Ở đây là được rồi. Dạ, ở trong lòng giặt thì nhìn cũng rất là êm luôn nè cô chú. Cái này giặt nhà kính có ồn nhiều không chị? À, lòng đứng thì trong quá trình giặt thì nó hơi kêu một xíu đó chị. Nhưng dạ, mà mấy chương trình kia thì nó bình thường. Giặt thì nó hơi mạnh đó, cho nên là máy hơi kêu. À, đối với máy giặt thì mình sẽ bảo hành như thế nào hả chị? Dạ, máy này thì bảo hành cho mình 2 năm á. Trong tháng đầu chị xài, nếu mà có lỗi gì á thì bên em sẽ xuống thẩm định cho mình. Nếu đúng lỗi thì em sẽ đổi dây chen máy này cho chị luôn. Giống là giống mã gia nghị luôn. Dạ. Yeah. Còn qua tháng thì sửa chữa miễn phí cho mình. Dạ. Yeah. 2 năm. 2 năm luôn ha. Dạ, yeah, bảo hành 2 năm. Thì hôm nay thì phía mình có khuyến mãi gì không? Là giá, giá là giá đứng. Là giá cuối cùng luôn á chị. Dạ, 5,990. Là công giao lắp đặt miễn phí cho mình. À. Dạ. Vậy chắc là thanh toán cho em cái mẫu này đi. Giờ mình lấy mẫu này ha. Dạ. Này mình giao về đâu hết chị? Xíu em sẽ gửi địa chỉ cho chị nha. À, dạ cô chú anh chị và các bạn ơi, thì nãy giờ mấy chị em con thì ta nói chuyện thì cũng chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn, thì ngày hôm nay là anh Alex Chim Vu sẽ gửi tặng món quà đặc biệt, đó là chiếc máy giặt đến cho gia đình của anh chị Hai Tấm để giúp cho chị có thêm thời gian chăm sóc cho các bé, cũng như là tìm kiếm một công việc phù hợp để mà có thêm thu nhập lo cho các bé trong thời gian sắp tới. Máy giặt của mình là 5,990 á chị. Dạ. Rồi, em gửi chị một tình tiền luôn ha. Em gửi chị 6 triệu. Dạ. À, trong chiều nay là mình có thể giao giùm cho em được không chị? Cái này mai em giao nha chị. Cái dạ, hẹn mai giao trước 2 giờ. Dạ. Thì trước khi giao bên em sẽ gọi cho cái số điện thoại này nè. Thì có gì nghe máy chỉ đường giùm em. Dạ. Này, máy giặt của mình á thì được bảo hành chính hãng là 2 năm. Trong dạ, tháng đầu về xài có lỗi thì bên em xuống thẩm định, đúng lỗi sẽ đổi cái mới cho mình trong tháng đầu luôn. Dạ. Qua tháng lỗi sẽ gửi hãng sửa chữa. Em lấy số này để làm bảo hành thì có trục trặc gì đó thì cứ đọc cái số điện thoại người ta là được hết chị. Dạ. Sẵn em ghi cái số tổng đài bảo hành bên em thì nó có gì đó cứ gọi là được. Đây là số điện thoại tổng đài bảo hành bên em. Về nhé, là luôn cái số này lại giùm em nha. Có gì dạ, cứ gọi. Dạ, rồi cảm ơn chị. Dạ, anh Alex Chim Vu ơi, thì em có tới điện máy xanh để mà mua cho gia đình chị Hai Tấm một cái máy giặt Panasonic thì giá là 5,990,000 đồng. À, ngày hôm nay thì máy giặt cũng như là bếp ga và bình ga đã được giao tới nhà chị Hai Tấm rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Bây giờ thì con mời các cô chú anh chị và các bạn cùng con vào trong nhà để mà xem hiện tại gia đình của chị vui tới cỡ nào nha. Đây, ở ngoài đi vô thì mình thấy là cái máy giặt của nhà anh chị là được để luôn ở phía trước như thế này đây. Một cái máy giặt hiệu Bana. Dạ, chào gia đình. Con chào cô. Giỏi quá, chào mấy con. Dạ, đây, đây là cái máy giặt đã được giao lên rồi nè cô chú anh chị các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Được lắp đặt sẵn ở đây luôn. Cái máy giặt mình để ở ngoài này luôn hả chị? Dạ, để đó luôn, có chỗ thoát nước. Tại sân bay nó không có chỗ thoát nước. À, để ngoài đó luôn. Dạ, coi kiếm đồ đẩy lại. Dạ. Rồi thấy máy giặt được giao về vui không? Dạ, rất là mừng bắt đầu luôn, nhớ trời mừng luôn. Dạ. Nó dễ gì kìa. Cưng ơi, cả đời vui mà còn chưa có được cái gì hết. Dạ. Nhờ cảm ơn mấy cô, mấy chú và dữ lắm. Mạnh thường quân đây. Dạ, tại vì hôm qua khi mà đi mua thì mấy chị em cũng không có thông báo cho chị hay. Dạ. Nay khi mà người ta giao vô thì có nghĩ là người ta giao lộn cho mình không? Dạ, cũng nghĩ là ủa sao không có mấy giặt nữa hết hồn. Tại thấy mấy cô, mấy chú cũng cho quà đó. Dạ. Bây giờ thêm cái máy giặt nữa quá trời bất ngờ luôn. Quá trời bất ngờ luôn. Tại vì đây cũng là một cái niềm ao ước hồi đó tới bây giờ của mình. Dạ. Ngoài cái máy giặt ra thì mình còn có thêm một món quà nữa. Dạ. Dạ. Là ở bên chỗ điện lạnh là họ có giao qua cho mình luôn chưa chị? Dạ, các bếp ga với nhà sân điện đó. Dạ đúng rồi. Giờ vô trong em xem với gia đình mình nha. Vô với chị nè. Ẩm thịt vô cho bà cậu.
Wow, để lên là vừa y với cái khuôn này luôn hả chị? Dạ, vừa y luôn chị, cái bếp ga đẹp lắm, gọn nữa. Này, hồi nãy giờ có thử bật bếp lên nấu thử chưa? Bật bếp lên sáng rồi chưa có nấu. Chưa có nấu, tại vì cái này là mới vừa giao đúng không? Dạ, đúng rồi. Để em thử cái phần lửa cái nha. Đây. Ôi, lên lửa đều vàng luôn ha. Mà đẹp nữa, bếp ga đẹp nữa. Mẫu mã cũng rất là đẹp nữa. Dạ, cái nồi cơm này là tụi em mua tới 3 lít 2 lần đó chị. Tại vì mấy bé thì càng ngày càng lớn, gia đình thì hai vợ chồng nữa, nên là trừ hao. Và mua một cái nồi như thế này để cho gia đình mình tiện sử dụng trong quá trình sắp tới. Còn cái nồi em thấy ở dưới này là cái nồi nhỏ xíu siêu, nên là nồi hiện tại của mình đó thôi chị. Ba cho để nấu bếp ga chị. Chứ mình không có nồi cơm điện để nấu bếp ga. Dạ, ngồi với gia đình mình di chuyển ra phía trước nha. Đây là có được nồi cơm điện nè, có bếp ga mới nữa rồi, tụi con có vui không? Vui lắm. Rồi, căn phòng ngày hôm nay thì mấy bạn có ngủ chưa nè? Con ngủ, con thấy nệm có im không? Im đã ghê luôn. Đã ghê luôn. Ngủ có ngon không? Ngủ quá khỏe. Cảm ơn mấy cô. Cảm ơn mấy cô, mấy chú. Rồi, mình đi ra nha. Rồi, tắt đèn đi con. Dạ. Ra đây nè con, ra đây ngồi. Rồi. Dạ. Rồi hôm giờ lúc mà chưa có bếp ga đó thì mình nấu bằng cái gì chị? Dạ qua ké của ba chị. Vậy là nấu ở bên kia à? Dạ, nấu bên ba đỡ. Dạ, rồi nay là có bếp rồi có nồi sẵn bên đây, là chiều nay là mình nhìn đồ đạc nhà là mình nấu sẵn ở trong nhà hết luôn ha. Quá trời vui rồi, trời ơi cười kìa. Mơ biết bao nhiêu nói mà chưa được á. Dạ. Như giấc mơ vậy đó. Giấc mơ. Hãy yên nghe con. Rồi mấy giặt khi mà lên mấy chú lắp đặt thì mấy chú có hướng dẫn gia đình mình cách sử dụng chưa chị? Dạ, hướng dẫn rồi chị. Chú nói chừng nào chị bạn giặt thì mở nguồn, rồi chừng nào giặt thì bấm nút khởi động là nó giặt được chị. Dạ. Nhưng mà mình để phía này thì khi mà mưa ở ngoài đó là nó có bị dẹt tạt hay dột gì không? Dạ không có tạt, em lấy đồ em che lại chị. Dạ, vậy là nếu như mà chị để ngoài này thì chắc là mình mua một cái áo chùm hay là cái gì đó chống nước á. Rồi khi nào mà mình sử dụng thì mình dỡ ra, rồi sau khi mà máy nó giặt xong thì mình đậy lại để mà có thời gian bảo quản cũng như là thời gian sử dụng của mình nó sẽ được lâu hơn. Dạ, khi nào có tiền em mua cái chân đó chị. Dạ. Để lên có nước rồi nó chảy cũng không có bị ướt cái máy giặt nữa. Dạ. Tại vì như tại cái nhà mình nhỏ quá để vô. Mình không có để vô. Dạ. Dạ. Tại vì ở trong thì em thấy nó hết chỗ rồi. Hết chỗ, với lại không có đường nước. Kêu người ta cắt nước qua, người ta cũng chưa gắn cho mình đó. Rồi cũng mới ké nước. Dạ, giờ là mình có nhà rồi nè. Tại vì lúc trước khi mà mình chưa có cất nhà cửa đàng hoàng thì kêu người ta gắn thì người ta lên, người ta khảo sát thì không có nhà, thành ra là người ta sẽ không có gắn cho mình. Nhưng mà giờ thì anh chị cứ đi ra ngoài chỗ chạm cấp nước á, rồi xong rồi mình đăng ký, họ lên họ khảo sát, rồi giống như đường điện thì họ cũng sẽ đi cho mình một cái đồng hồ mới, rồi nước thì cũng như vậy luôn, rồi gắn vô thì mình sẽ tiện trong quá trình sử dụng của mình sau này hơn. Dạ. Còn anh thì sao, ngày hôm nay anh có đi làm không? Dạ có, mà giờ không có hàng, nó cho mình nghỉ luôn. Dạ. Nó cho mình nghỉ luôn. Tại sao nghỉ mình? Mốt tính qua bên chú Nhật Chỉ á, qua bển làm bên lò sấy gì đó. Dạ. Làm đầy gì mà không có tiền làm, mà nghỉ không có hàng, nó cho mình nghỉ luôn. Không có hoài, ra một chết đói luôn. Dạ. Dạ. Cái chỗ khác mà. Còn bây giờ là chị thì ở nhà phải chăm ba bé, rồi muốn làm thêm một công việc khác thì cũng khó để mà làm được. Bây giờ gần mẹ này cũng bệnh hoài chị, không đi đâu được. Ở gần đây thì họ có thuê mình làm gia công hay là đem đồ về tận nhà để mà làm gì không chị? Không, ở đây không có, chỉ là có công ty là ở trên Định Hòa nó có công ty thôi, còn ở đây không có gì chị. Dạ, vậy là tất cả bây giờ thì cũng chỉ trông vào một mình anh thôi, chứ chị là cũng không có thể nào mà bươn chải hay là kiếm thêm được nữa. Dạ. Hôm nay thì thật sự rất là vui luôn khi mà được vô đây để mà chia sẻ cái niềm vui với lại gia đình của anh chị, có được một cái máy giặt giống như là mơ ước của gia đình của mình hồi đó tới bây giờ. Tiếp đó là có được một cái nồi cơm điện cũng như là một cái bộ bếp rồi bình ga nữa để mà tiện trong quá trình mà sử dụng. Thì em cũng không biết là gia đình của mình có đoán được ai là người đã tặng cho mình những cái món quà này không? Em đoán là anh Alex Chibu. À, phải không? Anh Alex Chibu. Dạ.
Thật sự thì anh Alex Chinh Wu rất là yêu thương gia đình của chị luôn, khi mà đã giúp đỡ rất là tận tình, gửi về cái số tiền để mà hỗ trợ các nhà cùng với lại những cái cô chú anh chị mạnh thường quân trước đó, rồi sau đó thì còn tặng thêm những cái vật dụng ở trong nhà cũng như là giường nè, rồi nệm, rồi muốn có được một cái căn bếp thì cũng phải có thêm bếp ga, rồi có là cơm điện, rồi cả một cái máy giặt để mà chị giặt đồ cho đỡ vất vả nữa. Thì hôm trước á, sau khi mà đi mua giường với nệm xong thì cái số tiền trong quỹ của anh còn lại là 5.550.000 đồng. Sau đó thì mấy chị em có tiếp tục nhận về cái số tiền của anh gửi, đó là 2.790.000 để mà đi mua đồ gia dụng để mà gửi tặng cho gia đình của chị Hai Tắm. Thì em cũng xin phép là nói cho chị Hai cũng như là gia đình của mình được biết nha. Đầu tiên là có một cái máy giặt Bana nè, thì mọi người cũng thấy ở ngoài đó rồi đó. Cái máy thì được mua với giá là 5.990.000 đồng. Và tiếp theo thì có một cái nồi cơm điện sáp. Nồi sáp thì sử dụng rất là lâu, rất là bền luôn, mà đặc biệt cơm thì nấu ăn cũng rất là ngon nữa, với giá là 700.000 đồng. Tiếp theo là sẽ có một cái bếp ga, bếp đó là bếp của Nhật Bản luôn á chị, xài rất là an toàn, với giá là 900.000, cộng với lại là một cái bình ga, một sợi dây với lại một cái van, là 750.000 đồng nữa. Thì cái số tiền lên đến nó là 8.340.000 đồng, là số tiền của mạnh thường quân anh Alex Chinh Wu để gửi tặng những cái vật dụng cần thiết trong gia đình của chị ở thời điểm hiện tại nha. Cho em gửi lời cảm ơn đến Alex Chinh Wu nhiều lắm, cảm ơn anh đã thương gia đình em, giúp đỡ hai vợ chồng em có những vật dụng trong gia đình, em cảm ơn anh nhiều, chúc anh nhiều sức khỏe. Chúc mấy cô với chú hết được nhiều sức khỏe, được trẻ hoài là quý rồi đó. Cô nói cũng vậy. Với chú Nhật đồ cũng nhờ chú chỉ được giùm đó. Về Lan Ca cũng rất cảm ơn lắm. Chứ cũng biết là đâu có ai và như bà con dòng ngọn gì. Bất quá là cho một chút đỉnh thôi, chứ đâu có ai được cho mình được cái gì đâu nhiều đâu. Tại vì dòng dòng họ hàng thì cũng vất vả, cho nên là họ thương mình thì họ giúp đỡ mình một phần nào đó là đã may mắn rồi. Nhưng mà riêng về hoàn cảnh gia đình của chị Hai Tắm thì thật sự rất là may mắn luôn, khi mà được các cô chú mạnh thường quân yêu thương, sau đó thì có thêm anh Alex Chinh Wu nữa, được hỗ trợ một căn nhà hoàn thiện nè, rồi có được những cái trang thiết bị cũng như là vật dụng cần thiết trong gia đình để mà sử dụng trong thời gian sắp tới. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì gia đình của mình sẽ tìm được một cái công việc cũng như là một cái nguồn thu nhập ổn định hơn, để có thể lo được cho gia đình cũng như là lo cho mấy em nhỏ có được một cái tương lai sau này sẽ tốt hơn nha. Cũng anh một lần nữa xin chân thành cảm ơn tấm lòng của anh Alex Chinh Wu rất là nhiều, vì đã yêu thương và hỗ trợ đến cho gia đình của chị Hai Tắm có được những cái thiết bị cũng như là những cái ước mơ của chị được hình thành, được hoàn thành và thực hiện được. Và một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tấm lòng của anh, kính chúc cho anh sẽ có được thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui, gia đình thì lúc nào cũng sẽ có nhiều tiếng cười, nhiều niềm hạnh phúc. Và còn bây giờ thì cho em xin chào và hẹn gặp lại nha.